Xin chào tất cả mọi người, An An đã quay trở lại và nay An quay feedback của một chị điều trị về mụn và sạm da nhé. An sẽ bấm bấm cái hình ảnh lên cho mọi người nhìn rõ nhé. Đây này, các bạn thấy không? Da của chị là bị mụn này ha, mụn ẩn dưới nhiều, da thì cũng rất là nhờn ha, và da thì cũng sạm, da nó không, nói chung là không được sáng đâu. Thì trong cái thời gian điều trị An sẽ đưa ra ha, khi mà chị bôi thuốc mà. Đây mọi người thấy này, đây là lúc da đang bắt đầu bong nha mọi người. Da của chị bong nha, mọi người thấy là mụn nó cũng dần bớt rồi đúng không? Mụn dần bớt sạch rồi này ha, mụn cũng dần bớt sạch luôn rồi ha. Bên má này cũng thế này, mọi người thấy không? Chị điều trị này ha. Mình sẽ kéo nhanh tới hôm nay nhá. Hôm nay chị phản hồi này, đây ok. Nói chung là da giờ chị rất là ok rồi, mọi người thấy không? Da rất là mịn, sạch mụn. Và da sáng hồng lên rất là nhiều rồi. Tuy nhiên da này cũng chưa được đẹp đâu mọi người. Khi mà ngưng thuốc khoảng 1 đến 2 tuần, chúng ta bắt đầu chúng ta dưỡng kem collagen thì da mới bắt đầu căng mịn và trắng hồng. Thì hôm nay An mới theo dõi cho chị được tới cái giai đoạn này thôi. Thì mình sẽ tắt đi để mọi người theo dõi cái Zalo nhé. Tắt cái hình ảnh này này, để mình kéo xuống Zalo cho mọi người xem nè. Đây, đợi mình chút nhé. Đây, hôm nay chị này, mọi người hôm nay chị hỏi là da như vậy thì ngưng được chưa? Các bạn ơi, đối với cái làn da mà da đẹp ok như thế này rồi thì chúng ta có thể ngưng nha. Và khoảng 3 đến 4 ngày nữa là bắt đầu chúng ta có thể chuẩn bị tập trung vào dưỡng, tức là dưỡng kem collagen, đắp mặt nạ hoàn toàn tự nhiên, 100% tự nhiên nha mọi người, không có bất cứ sử dụng mỹ phẩm, kể cả mỹ phẩm cao cấp mà mình cũng không khuyên, trừ trường hợp sau khi mà bạn dưỡng xong rồi khoảng 1 tháng đến 2 tháng nếu mà bạn muốn sử dụng những mỹ phẩm đó thì bạn sử dụng. Còn hiện tại khi mà vừa điều trị xong thì chúng ta sẽ không có bôi bất cứ một thứ gì cả ngoại trừ kem dưỡng collagen An và đắp mặt nạ tự nhiên, chứ là mật ong, sữa tươi không đường hoặc là sữa chua không đường hoặc là nha nam nha. Còn không thì chúng ta ngưng hết, không có đắp bất cứ một thứ gì cả. Và chúng ta có thể đắp thêm nghệ tươi hoặc là tinh bột nghệ, nhưng tinh bột nghệ này phải ở nhà làm. Và bạn phải xác định được cái nguồn chính xác là nhà mình làm thì mình mới bôi, còn không là tuyệt đối không bôi luôn nha. Bởi vì trên thị trường các bạn mua tinh bột nghệ á, đa phần là tinh bột giả và nhuộm màu. Cho nên cái mình không có đảm bảo được cái nguồn. Nếu mà mình đảm bảo được cái nguồn thì các bạn có thể sử dụng, còn không đảm bảo được nguồn thì chúng ta không sử dụng ha. Thì Anna sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta có những cái feedback chất lượng về khách hàng và cũng giống như là theo dõi cái tiến trình điều trị của thảo dược Anna ha. Xin chào và hẹn gặp lại.